Các bạn yêu mến, chào mừng các bạn đến với audio thứ 2 trong chuỗi 60 audio của Cảm Hứng Mỗi Ngày. Mỗi hành trình chúng ta bắt đầu, điều đầu tiên nhất định phải nhớ trước, trong và sau mỗi hành trình là yêu thương chính bản thân mình. Bản thân mình chính là người bạn không bao giờ xa rời ta, là người bạn trung thành bên ta mỗi hơi thở, mỗi suy nghĩ, mỗi cảm xúc. Bên ta từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi ta rời khỏi thế giới này. Trước khi muốn lan tỏa tình yêu đó tới cuộc sống xung quanh, nhất định ta phải yêu thương chính mình hơn ai hết. Ngay tại giây phút này, chúng ta cùng nhau nhắm mắt lại, gạt tất cả những suy nghĩ về công việc chúng ta phải làm ngày hôm nay, cùng ngồi lại với chính bản thân mình, cảm nhận qua mỗi hơi thở, lồng ngực và khoang bụng nhẹ nhàng phồng lên và hạ xuống. Hít vào, thở ra. Bạn đang hiện diện với chính mình hơn bao giờ hết. Sự hiện diện này cho bạn tiếp cận với bình yên sâu lắng và rộng mở bên trong tâm hồn bạn. Và bây giờ, khi hít vào, hãy tưởng tượng bạn đang đưa vào cơ thể mình nguồn năng lượng bình yên, nhẹ nhàng. Và bạn cho hết tất cả những căng thẳng, những nặng nề bị vấn vương trong cơ thể bạn khi thở ra. Ngay thời điểm này, tôi muốn dẫn lối bạn đến với một suy nghĩ. Với tư cách là cha mẹ, trách nhiệm quan trọng nhất của bạn là gì? Bạn sẽ làm gì với chính mình? Sự bình an, khỏe mạnh bên trong bạn chính là nguồn năng lượng giúp bạn điều hòa chính mình, kiên nhẫn và sẵn sàng với mọi khó khăn khi cuộc sống vỗ vào bạn. Bạn có thể điều hòa cảm xúc của chính mình và trở thành người cha, người mẹ bạn mong muốn được trở thành. Điều này có nghĩa bạn cần chăm sóc bản thân mình thật tốt, học cách nuôi dạy và yêu thương chính mình. Và để làm được điều này, đơn giản, bạn chỉ cần ngồi lại, hiện diện với chính mình, cảm nhận từng hơi thở đưa bạn đến với hạnh phúc thực sự ở bên trong. Hãy hít thở thật nhiều như bạn muốn. Và khi bạn sẵn sàng cho một ngày mới, hãy mở mắt và cười thật tươi nhé. Chúc các bạn thân yêu một ngày tràn đầy yêu thương với chính mình. Hàng Đỗ.